Xin chào các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ làm video giống như tương tự anh Duong FG. Và video đây sẽ là thử gọi những số ma ám mà các bạn không nên thử gọi. Mình khuyến cáo các bạn là đừng thử gọi những cái số này nhá. Và những số đây mình đã liệt kê trong máy này Nokia. Ok, thì mình lại bắt trước Duong FG một tí. Muốn thử gọi xem nó sẽ thế nào. Ok, và bây giờ không lung tung nguyên thuyên nữa, mình sẽ gọi luôn. Mình nhắc trước là đừng bao giờ đăng re-up video của tôi, không là mình sẽ cảnh cáo bản quyền cho các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu gọi luôn. Số điện thoại đây. Giờ mình mở ghi chú đi. Ok, bây giờ mình bắt đầu nào. Số điện thoại đầu tiên là 666. Ở Mỹ có một huyền thoại tên là 666. Nếu bạn gọi số này tức là bạn đang gọi với quỷ Satan. Một số người nói rằng họ chả nghe thấy gì, một số nói rằng họ nghe được âm thanh và một số nói rằng họ nghe được tiếng ồn. Mình đã đọc xong số 666 rồi. Có lẽ bây giờ mình sẽ gọi luôn. Và đây, bạn nhìn thấy không? Đây số 666 của mình. Bây giờ mình sẽ nhấn gọi. Tô luôn, không có chuyện gì xảy ra cả. Tức là số này có thật luôn. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang số tiếp theo. Bây giờ, số điện thoại tiếp theo là 0904444444. Ở Nhật Bản, số điện thoại này được cho là số điện thoại của Sadako. Nếu bạn gọi số này sẽ nghe thấy âm thanh kỳ dị. Họ nói rằng bất cứ ai gọi số này trong vòng một tuần sẽ phải chết vì tai nạn. Ở Nhật Bản, số 4 nghe giống thử chết. Sadako là một con ma ở phim The Ring, nên có thể số này đã được dùng để quảng cáo. Nếu bạn xem phim The Ring trong vòng một tuần, thì bạn sẽ nhận được một cuộc gọi và sẽ phải chết. Và cách duy nhất để sống sót là sao chép cuốn băng này cho người khác xem để người khác thấy mạng mình. Số này trông có vẻ kinh lắm, mà nó đồn đại rằng là ở Nhật Bản là cái nào cũng có thật, ma cũng có thật. Thì tốt nhất là các bạn không nên gọi. Bây giờ mình cũng không nên gọi số này. Ok, mình nói trước, đây là mình làm cover theo Duong FG. Mình là fan của Duong FG mà. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang số tiếp theo. Số điện thoại tiếp theo là 0888888888. Ở Bulgaria, số điện thoại này được coi là đã bị nguyền rủa. Họ nói rằng bất cứ ai mà có một chiếc điện thoại sở hữu số này sẽ phải chết một cách kinh khủng. Và người đầu tiên sở hữu số điện thoại này là Vladimir Glasnost, cựu tổng giám đốc điều hành của Mobitel, đã chết năm 2001 vì ung thư. Người thứ hai sở hữu số điện thoại này là Konstantin Dimitrov, một chùm ma túy đã bị bắn chết ở giữa đường vào năm 2003 ở Amsterdam, Hà Lan. Người thứ ba sở hữu số điện thoại này là Konstantin Dislev, một nhà quản lý bất động sản dính líu tới các hoạt động buôn bán ma túy, cũng đã bị bắn chết ở thủ đô Sofia, Bulgaria. Và từ đó không ai dám dùng số điện thoại này nữa. Và lúc đó thì nhà mạng Mobitel phải ngừng cung cấp số này, nên khi ai gọi sẽ có thông báo số điện thoại không còn khả dụng. Thì đây, mình đã đọc xong cho bạn rồi. Thì đây là một số rất là kinh khủng mà bây giờ Vinaphone vẫn đang còn ra bán số này, nhưng không ai mua vì lý do chết chóc. Ok, bây giờ mình sẽ gọi số này. Các bạn thấy không? Đây, 359 mà là mã vùng của Bulgaria. Bây giờ mình sẽ gọi. Xem có chuyện gì. Nó báo là các bạn thấy
Các bạn có nghe thấy gì không? Tức là ở đây họ báo là số điện thoại này không còn khả dụng ở quốc gia nữa. Nhưng mà nếu mà mình gọi ở vùng Việt Nam thì bây giờ mình sẽ thử gọi vùng Việt Nam nhá. Đây đều của vùng Việt Nam. Đây mình sẽ chứng minh đây là số có thật đó. Đây 0888888888 của vùng Việt Nam. Mình đang gọi. Vẫn chưa nghe máy. Tức là cái số này là số có thật. Các bạn ạ, Vinaphone đang bán cái số này, nhưng đây mình đang dùng Viettel. Ok, bây giờ mình sẽ sang số tiếp theo. Số điện thoại tiếp theo ở đây là 1000000000. Ở một số đất nước châu Á, mọi người nói rằng số điện thoại 1000000000 đã bị nguyền rủa. Nếu bạn gọi số này thì bạn sẽ nghe được giọng người đàn ông nói, nếu bạn không gọi 15 hoặc trên 15 người nữa nói về lời nguyền với họ thì bạn sẽ chết. Kinh khủng lắm các bạn. Thì mình sẽ gọi luôn 1000000000 nhá. Chả nhẽ thì Việt Nam lại là một quốc gia châu Á. Đây, các bạn thấy không? 1000000000. Đây, mình sẽ bấm gọi xem có chuyện gì xảy ra không. Số máy quý khách vừa gọi không được, xin vui lòng kiểm tra lại hoặc liên hệ số 198 để được hỗ trợ. Giờ mình mới nghe được cái... Giờ mình mới nghe được mỗi giọng của chị tổng đài. Thì bây giờ mình rất là may. Ok, thì bây giờ đến số điện thoại tiếp theo. Số điện thoại tiếp theo là 666666666 hay là 1666666666. Đây, trong nhiều năm, mọi người từ khắp thế giới đã nhận được một thông điệp kỳ dị từ số điện thoại 666666666. Một số nơi tin rằng số điện thoại này đến từ quỷ dữ và một số nơi còn không nhận được hóa đơn thanh toán từ số này. Câu chuyện gắn liền với số này đó là: chúng tôi đang trên đường trở về nhà, sau đó điện thoại của bạn tôi rung lên. Số điện thoại được gọi đến 666666666. Bạn tôi không nhấc máy mà còn đùa cợt giạt. Ui giời, số vớ vẩn, điện thoại quỷ dữ, làm gì có chuyện đấy xảy ra. Vài phút sau đó anh ta nhận được một cái hộp thư thoại nghe. Đó nghe như có giọng nói từ trong gió gọi về và rất nhiều tiếng ồn từ đằng sau. Chúng tôi chỉ có thể nghe được vài chữ nhưng mà chúng tôi cực kỳ sợ hãi sau khi nghe được cái giọng nói đấy, và bằng một lý do nào đó thì tin nhắn đó đã bị xóa đi ngay vài phút sau. Thậm chí là trên hóa đơn thanh toán tiền điện thoại không hề có số điện thoại ấy. Học xong rồi, bây giờ thì mình sẽ thử gọi hai số này xem nó sẽ như thế nào. Đây, đầu tiên là số 666666666. Đây, các bạn nhìn thấy không? Bây giờ mình sẽ bấm gọi. Tôi luôn, không có chuyện gì xảy ra. Tức là có thể số này số có thật. Bây giờ thì mình sẽ gọi số 1666666666 xem sẽ như thế nào. Bây giờ mình... Các bạn nhìn đây. Đây, bây giờ mình sẽ bấm gọi. Số máy quý khách vừa gọi không đúng. Xin vui lòng... Vẫn là chị tổng đài. ...hoặc liên hệ số 198 để được hỗ trợ. Ok, thì bây giờ mình chỉ có một số nữa. Hai số nữa. Đấy chính là số điện thoại tiếp theo 999999. Số điện thoại này gắn liền với một huyền thoại ở Thái Lan. 999999 là một con số bị nguyền rủa.
Nếu bạn gọi số này và nói một điều ước thì điều ước của bạn sẽ thành hiện thực. Nhưng chẳng lâu sau đó bạn sẽ bị chết bởi tai nạn. Ok, bây giờ mình vừa đọc cái số 080 nhầm 999999 rồi. Thật ra mình đã từng đi Thái Lan một lần. Đây số này 999999. Bây giờ mình sẽ bấm gọi. Số máy quý khách vừa gọi không. Lại là ghi chị tổng đài. Kiểm tra lại hoặc liên hệ số 198 để được hỗ trợ. Thật ra cái số này không có gì cả. Nếu bạn mình điều ước là mình, nếu hiện thực là mình sẽ không chết bởi tai nạn, nhưng mà số không liên lạc cho nên là mình không thể ấy. Nếu số mà gọi được là mình sẽ phải kiểu như là ước ba điều ước, giống như kiểu ba điều ước ấy, nhưng mà chỉ được một điều ước thôi thì sẽ thành hiện được và mình sẽ không chết bởi tai nạn. Ok, bây giờ mình còn một số nữa. Số điện thoại cuối cùng là 1207-404-2604. Số điện thoại này được sử dụng để quảng cáo bộ phim Carrie. Ở phần kết của trailer bộ phim này, họ nói rằng Carrie và số điện thoại này đã được hiện lên. Nếu bạn gọi số này thì một số điện thoại khác sẽ gọi lại cho bạn 3 lần với một thông điệp rất là kỳ dị. Đầu tiên sẽ là tiếng hét kinh hoàng, thứ hai sẽ là tiếng hát kỳ dị và thứ ba sẽ là lời thì thầm quái đản. Đây là cái số điện thoại rất là kỳ dị. Nếu mình mà gọi đúng là số 1207-404-2604 thì mình sẽ nhận được 3 cuộc gọi, một gọi 3 lần. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử gọi xem thế nào. Mong là đừng vai gọi cho mình. Đây số điện thoại 1207-404-2604. Đây, bây giờ mình sẽ bấm gọi. Số máy quý khách vừa gọi không đúng, xin vui lòng kiểm tra lại. Lại chị tổng đài 198 để được hỗ trợ. Vẫn là cái số tổng đài. Đó. Chị. Ok, thì đây thì nếu họ báo như vậy thì mình sẽ không phải gọi 3 lần. Thế mà Duong FG thì họ vẫn, anh ấy thì vẫn cứ gọi lung tung, vẫn cứ chờ 3 lần gọi. Nhưng mà thực tế là nếu mà không, một khi mà các bạn mà nghe cái từ số máy quý khách của vừa gọi không đúng thì coi như là nó không thể truyền được cái so cái số khác được. Thì ok, bây giờ thì đã gọi xong, không biết là tối nay, đêm mai hay là ngày mai mình không biết có bị lời nguyền gì không đã. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hãy like, subscribe và chia sẻ cho các bạn xem nhé. Đây là mình đang cover của anh Duong FG. Mình là một cái fan của anh Duong FG và các bạn có thể nhìn vào phần đăng ký của cái kênh mình. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Bye. Yeah.